Xin chào tất cả các em. Ở trong cái video này thì thầy sẽ hướng dẫn các em cái cách thức vận dụng cái công thức cộng vận tốc trong chương trình vật lý lớp 10. Và chúng ta phải chú ý một số điểm nhấn khi chúng ta vận dụng công thức này. Đầu tiên thì thầy xin phép được nhắc lại cái công thức mà sách giáo khoa đã trình bày. Đó là theo sách giáo khoa thì chúng ta sẽ có cái gì? V13 này thì bằng V1 gì? V12 cộng V gì? V23. Và chúng ta phát biểu thành lời có nghĩa là gì? Vận tốc tuyệt đối thì bằng vận tốc tương đối cộng vận tốc kéo gì? Kéo theo. Vector vận tốc tuyệt đối thì bằng vector vận tốc tương đối cộng vận tốc kéo theo. Trong đó vận tốc tuyệt đối là gì? Vận tốc tuyệt đối chính là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc tương đối chính là vận tốc của vật so với hệ quy chiếu chuyển động. Và vận tốc kéo theo chính là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên. Tức là trong công thức này thì chúng ta phải hiểu, một, nó chính là vật chuyển động. Còn đối tượng 3 chính là gì? Hệ quy chiếu đứng yên. Và đối tượng số 2 là ứng với hệ quy chiếu chuyển động. Thế thì nếu như mà các em áp dụng công thức này một cách cứng nhắc thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề trong các cái bài toán cụ thể. Vì các bài toán cụ thể thì không riêng gì người ta yêu cầu tìm vận tốc tuyệt đối, mà người ta có thể yêu cầu tìm vận tốc tương đối hoặc vận tốc kéo theo. Đôi khi là chúng ta không cần xác định gì, đâu là vận tốc tuyệt đối, đâu là vận tốc tương đối và đâu là vận tốc kéo theo. Thế thì ở đây thầy sẽ diễn giải cái công thức cộng vận tốc này theo một cái quy tắc, có thể tạm gọi là cái quy tắc đầu đuôi. Các em nhớ cho thầy là cái quy tắc đầu đuôi nhá. Quy tắc này thầy, quy tắc này, đầu và đuôi. Thực ra thì trong sách giáo khoa không có cái quy tắc nào người ta gọi là quy tắc đầu đuôi cả. Ở đây thầy đặt cho nó một cái tên để chúng ta dễ nhớ. Để chúng ta đơn giản là để chúng ta dễ nhớ. Thế thì việc áp dụng quy tắc này thì quan trọng nhất là các em xác định cho thầy rõ ba cái đối tượng mà chúng ta xét trong quá trình tính vận tốc, ba cái đối tượng. Bây giờ thầy lấy ví dụ có thể tạm gọi là ví dụ 1, thầy sẽ lấy cho các em một số cái ví dụ để chúng ta hình dung rõ cái quy tắc. Ví dụ 1 là chúng ta có ba cái đối tượng nghiên cứu chuyển động này. Đối tượng đó là gì? Đối tượng thứ nhất là thuyền. Thầy có thể ghi là đối tượng thuyền. Thuyền thì thầy ký hiệu bằng chữ T. Đối tượng thứ hai là gì? Nước nha. Nước thì ký hiệu là NC, nước. Và đối tượng thứ ba là bờ. Bờ thì thầy ký hiệu bằng chữ B. Thế thì ba đối tượng này, hoặc là đề bài sẽ yêu cầu chúng ta tìm vận tốc của một chiếc thuyền di chuyển trên một dòng sông, nước sông lại chuyển động so với bờ. Thì chúng ta vận dụng quy tắc này như thế nào? Ở đây trước khi vận dụng thì các em nhớ cho thầy là đề bài yêu cầu tìm vận tốc nào thì chúng ta sẽ xem vận tốc đấy là gì, là vector tổng. Chẳng hạn bây giờ đề bài yêu cầu tìm vận tốc của gì? Tìm vận tốc của thuyền so với gì? Thuyền so với bờ đi. Với bờ thì thầy sẽ viết ngay vector tổng là vector thuyền gì? Thuyền bờ. Thế đây là V thuyền so với bờ. Thì quy tắc đầu đuôi ở đây có nghĩa là chúng ta quan niệm thuyền là cái thẳng đứng đầu và đuôi chính là cái gì nhỉ? Bờ. Thế thì trong ba cái đối tượng có một đối tượng ở đầu rồi, có một đối tượng ở đuôi rồi, thì ở giữa chính là đối tượng còn lại. Trong bài toán này thì đối tượng còn lại ở đây chính là gì nhỉ? Nước. Chúng ta sẽ viết theo quy tắc như sau, vẫn giữ nguyên đầu, tức là V của thuyền so với bờ. Thì ở đây thầy sẽ lấy V của thuyền so với gì? Thuyền so với nước này, là cái trung gian, cộng với V của gì? V của nước so với gì? So với bờ. Tại sao thầy gọi nó là quy tắc đầu đuôi? Bởi vì đầu thì vẫn được giữ nguyên ở đây là đầu, còn bờ là đuôi, thì cái này vẫn được giữ nguyên là đuôi. Và cái trung gian ở đây là đối tượng còn lại, tức là gì? Nước. Đấy là đề bài yêu cầu chúng ta tìm vận tốc của thuyền so với bờ.
Thế bây giờ đề bài chẳng hạn, đề bài là yêu cầu tìm vận tốc của gì? Nước so với gì đi? Bờ, đây. Tìm vận tốc của, tìm vận tốc của gì đi? Của nước so với gì? So với bờ. Với bờ thì chúng ta lại viết là gì? À, vector tổng là V của nước này so với gì? So với bờ. V của nước so với bờ thì lúc này nước lại đứng gì? Đứng đầu. Và bờ là đứng gì? Đứng sau. Chúng ta lại viết theo quy tắc là gì? À, V của nước à. Đối tượng trung gian còn lại chính là gì? Thuyền so với thuyền cộng với V của thuyền so với gì nhỉ? Với bờ à. Đây, nước vẫn là đầu, đầu. Và bờ vẫn là đuôi. Đối tượng trung gian là thuyền. Đấy, đấy là cái quan niệm quy tắc đầu đuôi khi chúng ta xử lý cái bài toán cộng vận tốc. Chứ không nên nhớ cứng nhắc rằng là vận tốc cứ phải là xác định vận tốc tuyệt gì nhỉ? Tuyệt đối. Nếu như các em cứ nhắc nhắc bằng một mực là phải viết công thức là vận tốc tuyệt đối bằng vận tốc tương đối cộng vận tốc kéo theo, thì cuối cùng chúng ta cũng phải chuyển nó về cái dạng thức để tìm cái vận tốc mà đề bài yêu cầu. Đấy là cái ví dụ thứ nhất mà chúng ta có ba cái đối tượng xét liên quan tới công thức cộng vận tốc. Bây giờ thầy lại lấy một cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2 là ví dụ về hình ảnh chuyển động của tàu đi. Chuyển động của tàu này. Chuyển động của tàu. Rồi lại người trên tàu. Người trên tàu này. Lại chuyển động, lại chuyển động so với tàu. Chúng ta có cái bài toán liên quan tới tàu, người và đường. Thế thì ba đối tượng mà chúng ta xác định ở đây chính là gì? Chúng ta lại tiếp tục, ba đối tượng ở đây chính là gì? Ba đối tượng ở đây chính là, thứ nhất là gì nhỉ? Tàu này. Thầy có thể ký hiệu bằng chữ gì đi? T này. Thứ hai là gì? Người này. Và thứ ba chính là gì nhỉ? Đường. Đó. Đường, đường thì thầy ký hiệu bằng chữ DG này đi. Đấy. Thì sau khi xác định được ba cái đối tượng này rồi thì chúng ta lại tùy theo đề bài yêu cầu, chúng ta có thể lại vận dụng quy tắc đầu đuôi để viết. Bây giờ ví dụ như thầy là, ví dụ là yêu cầu tìm vận tốc của gì? Tìm này. Tìm vận tốc của gì? Tốc của người so với đường đi. Người này so với đường. Với đường thì chúng ta làm nào? Thì ở đây chúng ta sẽ viết V người gì? Người đường. Người được đứng đầu. Này, đường là đuôi. Thì đối tượng trung gian còn lại chính là gì? Đối tượng trung gian còn lại chính là gì nhỉ? Tàu. Thì chúng ta sẽ viết là bằng V của người so với gì? Tàu này. Cộng với V của gì? V của tàu so với gì? Đường. Đó, lại điết đuôi là đuôi. Đầu là gì? Đầu là đầu. Đấy là thao tác thứ nhất mà các em cần phải phá bỏ cái nguyên tắc vận tốc tuyệt đối bằng vận tốc tương đối cộng vận tốc kéo theo, tuân theo quy tắc đầu đuôi để thành lập được công thức vận tốc cần tìm. Thế thì sau khi vận dụng, tìm được cái, viết được cái biểu thức về vận tốc cần tìm thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta lúc này thì chúng ta lại phân biệt các trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như các vector của chúng ta là gì nhỉ? Cùng phương. Và trường hợp thứ hai là các vector của chúng ta không cùng phương. Thế thì trong trường hợp các vector cùng phương thì chúng ta chỉ việc chọn một chiều dương thích hợp, chọn một chiều dương, và sau đó là chúng ta chuyển từ các cái công thức dạng gì. Đây là các em chú ý như thế, là đây toàn bộ các công thức đều là dạng vector gì hết, vector. Từ công thức dạng vector chúng ta chuyển sang công thức dạng đại gì, đại số. Này, bằng cách là căn cứ theo chiều dương, nếu vector vận tốc nào hướng theo chiều dương thì giá trị của nó là gì? Giá trị của nó là lớn không. Còn vector vận tốc nào mà hướng ngược chiều dương thì giá trị của nó là gì? Bé ăn không. Nhưng khi mà xét tới giá trị của các chiều của các vector vận tốc thì các em chú ý cho thầy một cái điều đó là gì? Nếu như chúng ta có VAB này, tức là vận tốc của A so với B, thì vận tốc của B so với A thì sẽ bằng trừ vận tốc của A so với B. Và điều này nếu cả về giá trị đại số thì chúng ta sẽ có VAB chính là bằng gì nhỉ? Trừ VB thì BA. Đấy là trong quá trình chúng ta chuyển từ dạng
đại số, à, dạng vectơ sang dạng đại số thì chúng ta cần chú ý cái này. Còn trong trường hợp mà các vectơ của chúng ta là loại gì? Không cùng phương, thì lúc này chúng ta không cần thiết phải chọn trường dương. Và lúc này chúng ta sẽ làm bài toán theo quy tắc hình bình gì? Hình bình hành. Trong quá trình vận dụng quy tắc hình bình hành thì các em cần nhớ cho thầy là chúng ta sẽ cụ thể các phương chiều của các vectơ vận tốc. Đương nhiên là trong các vectơ vận tốc này thì chúng ta phải quy về, tức là đồng cho nó đồng quy. Đấy, rồi sau đó áp dụng quy tắc hình bình hành. Khi áp dụng quy tắc hình bình hành thì các em lại nhớ cho thầy là gì? Bao giờ vectơ tổng, đây vectơ tổng ở đây nó sẽ là gì? Đóng vai trò là đường gì nhỉ? Đường chéo của hình bình hành. Còn hai vectơ thành phần này đóng vai trò là gì? Cạnh. Cái này là cạnh và cái này là cạnh. Đấy là nếu như chúng ta vận dụng quy tắc hình bình hành. Và đây, nếu như cái này sẽ là gì? Đường gì? Đường chéo. Cái này sẽ là gì? Cạnh. Và cái này sẽ là gì? Cạnh. Tùy theo cái hướng của các vectơ mà chúng ta sẽ vẽ được cụ thể cái hình bình hành. Sau khi vẽ được hình bình hành thì việc còn lại của chúng ta là áp dụng hệ thương lượng. Chúng ta sẽ từ cái sơ đồ vectơ chúng ta chuyển sang dạng đại gì nhỉ? Đại số. Thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em một số cái bài toán mà chúng ta sẽ thấy cái sự tiện lợi của khi chúng ta vận dụng cái quy tắc đầu đuôi này, là bổ cái quan niệm vận tốc tuyệt đối bằng vận tốc tương đối cộng vận tốc kéo theo. Bây giờ thầy sẽ xét một số cái ví dụ cụ thể mà áp dụng. Này, đây là công thức của chúng ta. Ví dụ đầu tiên mà thầy muốn nhắc, thầy lấy luôn một cái ví dụ là một cái bài tập trong sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao. Đấy là ví dụ về hình ảnh chuyển động của một chiếc thuyền trên một dòng sông mà có nước chảy và có một người di chuyển trên thuyền. Chúng ta bắt đầu ví dụ số 1. Thầy có thể trình bày cho các em. Chúng ta có một thuyền nhá. Di chuyển ngược dòng. Ngược dòng. Một thuyền di chuyển ngược dòng với vận tốc là bao nhiêu nhỉ? Bài tập này với vận tốc là v của thuyền thuyền so với nước là bằng 14. V của thuyền so với nước là bằng 14 km/h. Vận tốc của nước so với bờ. Vận tốc của nước, nước lại chuyển động so với bờ này. Nước lại chuyển động so với bờ. Với vận tốc là v của nước, nước bờ thì bằng 9 km/h. Vận tốc của nước so với bờ thì bằng 9 km/h. Trường hợp này người ta yêu cầu chúng ta làm gì? Yêu cầu thứ nhất là tìm vận tốc của thuyền so với bờ. Tốc của thuyền so với bờ. Đây là bài toán, một bài tập trong sách bài tập sách giáo khoa nâng cao sau cái bài là tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc đầu đuôi. Quan trọng nhất như thầy nói là việc áp dụng quy tắc này là chúng ta phải xác định được cả ba đối tượng. Đối tượng đây là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ biết là đây là gì rồi? Thuyền nè. Đối tượng tiếp theo là gì? Nước nè. Thuyền này, nước. Và đối tượng tiếp nữa là gì nhỉ? Bờ. Chúng ta sẽ có ba cái đối tượng. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm vận tốc của gì? Của thuyền. Thuyền so với gì? So với bờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ viết gì? Theo đúng quy tắc đầu đuôi chúng ta viết luôn là vận tốc của thuyền so với gì? Bờ. Thầy giải bài toán này nha. Bài giải như sau này. Chúng ta có v của thuyền so với gì? Thuyền so với bờ chính là bằng gì? V của gì? Đây là đầu rồi, đầu là thuyền rồi, ba đối tượng. Đây ba đối tượng này. Đối tượng đấy là bờ này. Là thuyền này. Rồi gì nữa nhỉ? Nước. Thì v của thuyền so với bờ chính là bằng v đầu là thuyền. Đối tượng trung gian còn lại chính là gì? Nước. V của thuyền so với gì nhỉ? Nước.
cộng với V của gì? V của nước so với gì? So với bờ. À, đấy là chúng ta đã lập được cái công thức liên quan tới vận tốc cần tìm. Bây giờ thao tác còn lại của chúng ta là chỉ là gì? Chọn một chiều dương. Bởi vì trong trường hợp này các vận tốc của chúng ta là gì? Cùng phương. Nhớ là thuyền sẽ chuyển động thẳng, nước chảy thẳng. Các vận tốc cùng phương. À, thì chúng ta chỉ việc chọn một chiều dương và sau đó chuyển từ công thức vector này sang công thức đại gì? Đại số. Bây giờ thầy chọn chiều dương là gì đi? Chọn chiều dương này là chiều đi của thuyền. Đi của thuyền là, bây giờ thầy có thể cụ thể theo sơ đồ. Đi của thuyền là, đây là chúng ta có đây là chiều dương này, đây là chiều dương. Thế thì thuyền đi theo chiều dương, đi theo chiều dương thì đây thầy có V, đây chính là V của thuyền so với bờ. V của thuyền so với bờ. Nước thuyền của chúng ta đi ngược gì nhỉ? Ngược dòng. Ngược dòng này. Ngược dòng mà lại thuyền lại đi theo chiều dương, như vậy là nước sẽ chạy ngược chiều dương. Đây chúng ta có V của nước so với gì nhỉ? Nước so với bờ. V của nước so với bờ. Và đề bài yêu cầu chúng ta là tìm vận tốc của thuyền so với bờ. Thì bây giờ chúng ta lần lượt căn cứ chuyển từ công thức này sang dạng đại số. Chúng ta có V của nước, thuyền so với nước đây. V của thuyền so với nước, nước đi lại đường này. Thì chúng ta có V của thuyền so với nước. Cái này thì tạm thời là chúng ta tìm ra giá trị, chúng ta sẽ kết luận cụ thể chiều của nó. Bây giờ thuyền chuyển này về từ dạng vector sang dạng đại số, thuyền so với bờ này. Thầy giữ nguyên, nếu như nó âm thì có nghĩa là thuyền của chúng ta thực chất là ngược dòng nhưng lại xuôi dòng. Còn nếu như nó dương, có nghĩa là thuyền của chúng ta sẽ di chuyển theo chiều dương, tức là đi ngược dòng. Thế thì bây giờ đây, thuyền so với bờ, thuyền so với nước. Các em nhìn vào đây, thuyền so với nước hướng theo chiều dương hay ngược chiều dương? Thuyền so với nước hướng theo chiều dương. Như vậy thầy sẽ lấy giá trị dương. Giá trị của nó ở đây là bao nhiêu? Thuyền so với nước là bằng 14 km/h. Km/h đấy là vận tốc của thuyền so với nước. Vận tốc của nước so với bờ, nước so với bờ. Nước ở đây là thuyền di chuyển ngược dòng, tức là nước xuôi dòng, vì là ngược chiều dương, vì chúng ta chọn chiều dương là chiều di chuyển của thuyền. Thì ở đây là chúng ta sẽ có V của nước so với bờ. Về mặt độ lớn đề bài cho là bằng 9 km/h. Thì ở đây chúng ta phải thay bằng gì? Trừ 9 km/h. Và kết quả là chúng ta tìm được vận tốc của thuyền so với bờ chính là 14 trừ 9 là bằng mấy nhỉ? 5 km/h. V của thuyền so với bờ tính theo quy tắc này nó ra giá trị dương. Đó là thuyền của chúng ta di chuyển theo chiều dương. Đấy là một cái ví dụ mà chúng ta vận dụng quy tắc đầu đuôi trong trường hợp là gì? Các vector vận tốc của chúng ta như thế nào nhỉ? Cùng gì? Cùng phương. Bây giờ thầy lại sẽ xét cho các em tiếp một cái ví dụ nữa về cái bài toán là dùng công thức vận tốc trong trường hợp các vector là cùng phương. Ví dụ chúng ta biết rằng ví dụ số 2 cũng là một cái bài toán, thầy nhớ cũng nhầm thì cũng là bài toán trong cái sách giáo khoa nâng cao lớp 12 ở cái phần bài tập. Đấy là bài toán xét về sự di chuyển của một cái cano trong trường hợp phối hợp cả chuyển động ngược dòng và chuyển động xuôi dòng. Nội dung bài toán như sau, ví dụ số 2. Chúng ta có một cano này. Cano thầy ký hiệu là CN đấy. CN, cano. Di chuyển từ A đến B. Di chuyển từ A đến B. Rồi lại đi ngược lại. Đi ngược lại. Từ gì? Từ B trở về A. Trở về A. Đương nhiên là quá trình di chuyển là liên tục và AB của chúng ta là thẳng.
biết à, biết cái gì? Biết trong cái bài toán này, trong sách giáo khoa, biết AB của chúng ta là bằng bao nhiêu rồi? AB bằng 18 km thì phải. Rồi là cái gì? Vận tốc của cano so với nước đứng yên này. B của cano à, khi nước đứng yên, khi nước à, không chảy. Không chảy là gì? Không chảy là bằng 16,2 bằng 16,2 km trên gì? Trên giờ. À, vận tốc của cano khi nước không chảy là 16,2 km trên giờ. Còn vận tốc của nước so với bờ à, vận tốc của nước so với bờ. Vận tốc của nước mà so với bờ. So với bờ là bằng 1,5 mét trên giây, hình như là bằng 1,5 mét trên giây. Đấy. Thế bây giờ bài toán yêu cầu cái gì? Bài toán yêu cầu chúng ta là xác định tổng thời gian đi và về. Yêu cầu là xác định này. Xác định tổng thời gian cano đi và về. Đi và về. Tức là T của chúng ta xác định cái gì? T chính là bằng T từ A đến gì? Đến B cộng với T đi từ B đến gì? Đến A. À, đây là một cái bài toán, nếu thầy nhớ không nhầm thì nó là nằm trong sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao. Thế bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này theo đúng cái công thức cộng vận tốc và theo quy tắc đầu đuôi. Ở đây thầy cứ giả sử như là gì? Bài giải nha. Bài giải thì chúng ta hình dung cái sơ đồ như sau này. Giả dụ như là nước chảy từ A đến B đi. AB là xuôi đi. Chiều xuôi dòng là từ A đến B đi. Xuôi dòng nha, là từ A đến B. Thầy cứ giả dụ như là xuôi dòng từ A đến B. Thế thì ở đây chúng ta cũng phải xác định được ba cái đối tượng. Đối tượng ở đây chính là gì? À, đối tượng ở đây chính là cano. Nào, cano này. Một đối tượng là cano. Đối tượng tiếp theo sẽ là bờ. À, đối tượng tiếp theo là bờ và đối tượng nửa đối tượng đó là gì? Nước này. Và đương nhiên từ A đến B tức là gì? Bờ. À, chúng ta xác định rõ ba cái đối tượng. Thế thì các em phải nhớ cho thầy là thời gian đi từ A đến B. AB thì đương nhiên là gắn với hệ quy chiếu bờ rồi. Đây, từ A đến B gắn với hệ quy chiếu từ bờ gắn hệ quy chiếu bờ. Thế thì thời gian nó đi từ A đến B sẽ bằng cái gì? Nhớ cho thầy là thời gian đi từ A đến B này. Đầu tiên nhá, hỗ chốt của thầy là đầu tiên là T đi từ A đến B thì phải bằng gì? Quãng đường AB ở đây là đi đều chia cho gì nhỉ? Vận tốc của cano. Bởi vì là xét so với bờ cho nên là chúng ta phải chia cho vận tốc của cano so với gì? Cano so với bờ. Đấy. Còn T đi từ gì? T đi từ B trở lại A, B đến A, TBA thì cũng chính là bằng khoảng cách AB tức là quãng đường chia cho vận tốc. Vận tốc trong trường hợp này vẫn là cano so với gì nhỉ? Cano so với gì? So với bờ. Đấy. Thế nhưng mà đây là vận tốc lúc gì nhỉ? Khi đi ngược dòng. Khi đi gì? Đi ngược. Ngược lại. Vì là có một quá trình xuôi và một quá trình chỉnh ngược. Đấy là cái căn cứ tính thời gian. À, thế bây giờ các em căn cứ vào cái này. À, chúng ta lập cái phương trình và biết được tổng của nó là bằng tính cái tổng này. À, mấu chốt ở đây là AB biết rồi. Và bây giờ chúng ta cần tìm là tìm cái gì? Tìm vận tốc của cano so với bờ trong hai trường hợp xuôi dòng và gì? Ngược dòng. Như đây các em chú ý cho thầy là ba đối tượng đấy. Cano, nước, bờ thì chúng ta viết yêu cầu là tìm vận tốc của cano so với bờ thì tổng quát chúng ta viết vận tốc của cano này so với gì? Bờ thì sẽ bằng vận tốc của gì? Đầu là gì? Cano rồi. Bờ. À, đối tượng trung gian còn lại chính là gì nhỉ? Nước, cano so với gì? Nước cộng với vận tốc của gì? Của nước so với gì? So với bờ. Đấy. Đầu là đầu, đuôi là đuôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cụ thể cái công thức này
trong trường hợp xuôi dòng và ngược dòng. Thì chúng ta cứ chọn chiều dương là gì đi nhỉ? Chọn chiều dương này. Chọn chiều dương là chiều di chuyển của gì? Chuyển của cano. Tức là trong cả hai trường hợp, kể cả xuôi vẫn ngược nha, kể cả xuôi dòng và ngược dòng, xuôi cộng ngược, tức là chúng ta là chọn chiều dương là chiều chuyển động. Thế bây giờ chúng ta sẽ cụ thể trong hai trường hợp. Đa, nghe em chú ý như thế. Trường hợp đây là từ A đến B thì xuôi dòng này. Đây là A nhá, đây là B. Trường hợp xuôi này, đây là xuôi đi, xuôi dòng. Từ A đến B thì đây là chiều dương. Chúng ta sẽ có vận tốc của cano so với bờ bằng gì? Vận tốc của cano so với nước cộng với vận tốc của nước so với bờ. Cano so với nước thì đây là V của cano này so với gì? Nước. Hướng theo chiều dương. Vận tốc của nước so với bờ trong trường hợp này cũng gì nhỉ? V của nước so với bờ thì cũng hướng theo chiều dương. Hai cái này đều hướng theo chiều dương. Và chúng ta suy ra được cái gì? Suy ra được cái gì nhỉ? Suy ra được V của cano. Cano so với gì nhỉ? So với bờ. Chính là bằng cái gì đây? V của cano so với bờ. Hai thằng này cùng chiều là bằng V của cano so với nước cộng với V của gì? V của nước so với gì? So với bờ. Đấy, lắp số vào thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Cái thằng này là nước không chảy, tức là vận tốc của cano so với nước là bằng 16,2. Thế là suy ra được V của cano này so với bờ chính là bằng 16,2 km/h. 16,2 km/h thì chúng ta đổi sang mét trên giây thì là 16,2 nhân với 10 mũ 3 này trên 3.600 gì nhỉ? 600 km/h thành mét trên giây cộng với 1,5 mét trên gì? Mét trên giây. Đấy. Thế bây giờ chúng ta lại tìm cái gì nữa? Tìm vận tốc, vẫn là tìm vận tốc của cano so với gì nhỉ? So với bờ. Tìm vận tốc của cano so với bờ trong trường hợp nào? Trong trường hợp di chuyển ngược chiều. Nào, trường hợp ngược chiều. Ngược chiều thì chúng ta có cái gì? Ngược chiều nhá. Ngược chiều thì chúng ta có V của, đây là từ A đến B này. A, đây là B. Bây giờ vật cano của chúng ta lại di chuyển từ B về A. Thì đây là V của gì? V của nước so với bờ, vì nước chảy xuôi dòng. Còn V của cano so với nước thì bây giờ lại ngược lại. Đây là V của cano so với nước, lại hướng theo chiều dương. Vì lúc này chúng ta lại chọn chiều dương vẫn là chiều chuyển động. Nào, thì từ bên kia, đây là một công, đây là trường hợp xuôi dòng nhá. Trường hợp ngược dòng thì căn cứ theo cái kia chúng ta tìm được ngay là V của nước so với bờ chính là bằng gì nhỉ? V của cano so với nước tức là 16,2 km/h. 16,2 16,2 này, có thể để km/h cộng như thế. 16,2 km/h cộng với 1,5 m/s. 1,5 m/s chính là 5, mấy nhỉ? 1,5 m/s là đổi ra thành bao nhiêu km/h? Thành 1,5 này nhân với 10 mũ trừ 3 trên gì? Trên 1/3600 gì? 600. Quy tắc đổi thì chúng ta phải biết đây sẽ là mét trên gì? Mét trên giây. Đây là km/h. Km/h. Còn ở trên là mét trên gì nhỉ? Mét trên giây. Thế thì sau khi tìm được như này thì chúng ta tìm được tổng ngay thời gian. Như vậy tổng thời gian chúng ta sẽ có gì nhỉ? T. Tổng T chính là bằng T từ A đến B. T từ A đến B khi xuôi dòng, tức là sẽ bằng AB này. AB mà chia cho gì? Chia cho vận tốc này chính là đổi sang mét trên giây. 16,5 đây, 10 mũ trừ 3 là chúng ta có 5,4 km/h. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 16,2 này
cộng với 5, gì? 5,4. À, cộng tiếp với AB trong trường hợp này là ngược dòng thì chính là bằng 16,2. 16,2 à, chỗ này là trừ, mình ngược dòng, ngược vận tốc của nước so với bờ là ngược chiều dương. Trừ đi gì nhỉ? 16,2 này. Trừ đi gì? 5,4. À. Lát số vào, AB vào thì chúng ta tìm AB bằng mấy nhỉ? Bằng 10 mấy rồi? AB là bằng chúng ta có AB là bằng 18. AB bằng 18 này. 18 2,4 là thành 5,6621 21. Rồi đây. Thầy sẽ tính giúp là đây, chúng ta có 18 chia cho 16,2 5 trừ 5,4. Đây. Đây. Kết quả của chúng ta là bằng đây là bằng bao nhiêu rồi? Bằng 2,5 giờ. 2,5 giờ. Tức là bằng 2 giờ. Đấy nhỉ? 30 phút. Đấy. Quan trọng nhất là cái số liệu này nó hơi xấu một tí, tức là chúng ta phải đổi cái mét trên gì nhỉ? Mét trên đâu rồi? Mét trên giây sang km trên gì? Trên giờ. Nguyên tắc đổi là gì? Các em nhớ như thế là mét trên giây này mà muốn đổi sang km trên gì? Km trên giờ. Thì chúng ta sẽ đổi mét sang km và đổi giây sang gì nhỉ? Giờ. Chính vì thế mà chỗ này là thầy mới đổi là gì? Đổi thành 1,5 mét mà đổi sang km là nhân với 11/3. Còn giây mà đổi sang giờ thì 1 phần gì nhỉ? 3600. À, đấy là thầy hướng dẫn cho các em cái bài toán trong trường hợp là các vận tốc cùng phương. À, còn cái trường hợp mà các vận tốc không cùng phương thì thầy sẽ hướng dẫn sau. Đấy.